Mến chào cả nhà đã trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em có đến cái vườn mai của anh Út Bùi ở xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, Bến Tre ha. Thì để quay cho mấy anh em mình xem một số cây mai vườn nhà của anh Út ha. Đây, trước mắt em là một cây mai tàn dù ha. Cây này thoát thân khoảng 1,5 m, cao khoảng 2,5 m. Cây này quay cho mấy anh em mình xem vui chứ cây này bán rồi nha cả nhà. Đây, cái vườn mai của anh Bùi thì làm cây cũng rất là sạch. Trước mắt em là cây cây mai ghép giáo thủ Bích Đức già mùa nha cả nhà. Cái đường cành rất là uyển chuyển nè. Đường lắc ha. Ghép từ cái khúc này hết cả nhà. Này ghép chắc khoảng 10 năm ạ. Cái cây mai giáo thủ Đức mà ghép già mùa thì nó lên cái bông sẽ rất là đẹp, cái màu nó đậm lắm nha. Với lại chúng ta nuôi mạnh. Anh chị em mình thấy em cái cây em to mà nuôi trong cái chậu nhỏ xíu này ha. Em cho nó ráo nước, cây nó mạnh. Một ngày nếu như không có mưa thì mình tưới 2 lần nước thì cây sẽ phát triển rất là mạnh ha. Nuôi cái màu lá rất đẹp nè. Cây nào cũng có bán. Dù cả nhà thấy ưng cây nào thì cứ liên hệ chỗ anh Út. Tí nữa em để số điện thoại ha. Đây là một cây mai gốc nhớt. Gốc nhớt là có nghĩa sao? Là gốc nhớt là cái gốc ghép từ nhỏ ở trong cái bịch, nuôi trong bịch đó. Khi ghép bằng điếu thuốc ha. Bằng nay cái củ nó được cũng khoảng 35 hoành. Cái nồi nó rất là to nè. Lúc thích chơi bonsai, cây này thì cắt lưỡi rất là lùng nè. Cây để bàn ha. Nhìn hấp dẫn nè. Cây mai nhìn thấy cái độ nghệ thuật nó cao. Đây là cũng cây mai ghép già mùa ha. Giờ nó cũng rất nhiều cây là đẹp nghe, đẹp lắm. Đây cũng là một cái cây mai gốc nhớt ha. Ghép già mùa nè, cái đoạn ghép ở đây nè cả nhà. Củ rất là đẹp nè. Những cái cây mai như thế này thì cái giá trị nó rất là cao nha cả nhà, tại cái thời gian nuôi rất là lâu. Nó đủ cái tuổi nó sẽ ra, cho ra cái màu hoa rất là đẹp. Này chúng ta nuôi năm nay nữa có thể mình cho thuê được. Đây này cho thuê cũng có giá nè. Đây, một số cây cây mai tán bonsai lùng nè. Đây thì chỗ nốt nuôi cây rất là kỹ. Xuống bồn ha, đất đất phù sa nè. Đất bãi ha. Mai nhiều lắm. Ví dụ anh em nào có cần chơi mai Tết hoặc là mua đi bán lại nữa ha. Đây có cây này cũng rất là đẹp. Ồ, cây bonsai cốt cảnh quá đẹp. Gốc nhớt luôn nha cả nhà. Cây này ít gì cũng phải từ 10 tới 12 năm ha. Là cái giá thấp nhất. Nên nó cũng sữa lùng ha, không có cao. Này tầm hai người bưng. Hai người bê thì vừa. Cây rất là đẹp. Đây, cũng là một cây gốc nhớt ha. Ồ, bên kia có một cây gốc nhất đẹp quá. Đây, không, này không phải gốc nhất, gốc gốc vườn ghép nhưng mà già mùa lên xù nha cả nhà. Cái này lên xù ạ. Cái nick Facebook anh là tên gì anh Út? Út Bùi luôn ha. Vậy anh em có cần liên hệ gửi hình Zalo Facebook đâu. Ồ, cái củ thấy thương ghê không, củ tròn như cái bánh cam này, thấy tán lùng ha, tán gan tay mình thôi. Này một người bê để trưng bàn thì rất là tuyệt. Đây
Để phần lên rong quá bạn. Có bãi rong này đắp lên miệng chậu đẹp lắm nè Nút. Bãi rong trong này, cái cây nè. Ấy mình nói mình đắp lên miệng chậu để chơi á. Quá trời cây. Đây dáng quái nè. Nhiều gốc chất lượng lắm nha cả nhà. Cây nào nó mình cũng bán, trừ những cây bán rồi thì không có bán thôi. Cây nào cũng bán. Rồi, đây là lô gốc nhất thương phẩm ha. Hàng bán Tết. Đây. Đây gốc quấn lò xo nè. Có mấy clip trước em có quay cho cả nhà xem gốc quấn lò xo sau này tương lai nó sẽ như thế này ha. Đấy, này quấn được 4 nụ. Cây dạ mùa hết rồi nên cái bông màu rất đẹp. Nè, bên này có nở cái mấy cái bông gió. Bông này thì chưa có đủ chất lượng nhưng mà cái nó cũng được khoảng 6 tới 7 cm rồi nha cả nhà. Chưa có đạt chuẩn á thì nó cũng nở được cỡ này. Bông gió. Cây dạ mùa thì cái bông rất là đẹp. Củ to to không à. Nút nói cái lô này có 40 cây nha cả nhà. Thì anh em nào có cần thì liên hệ trực tiếp cho Nút ha. Em sẽ để số điện thoại ở bài viết để liên hệ trực tiếp chỗ Nút. Em thì không có tham gia mua bán ha. Chủ yếu là quay chia sẻ cho mấy anh em thôi. Lúc này gió quá không có buộc cây này chắc lật ạ. Đây củ to ghê không cả nhà. Đám này lượng số mà đem dâm đất thời gian cũng êm lắm ạ. Đây cái vườn mai của Nút là một trong những vườn chất lượng của huyện Chợ Lách ha. Rất là chất lượng, cây rất chất lượng ha. Ít có hàng chợ. Rồi, để em quay dọc bên kia. Hồi bên đây coi cũ thương quá. Đây, cũ cũng to nè, nghe thấy không? Cũ này nếu như đo dòng bên này khoảng tầm gần 40 hoành luôn á. Cây nó già nên lúc này thì nó chuyển sang cái màu lá nó còn điên cơi đọt nữa. Rồi chuyển sang màu lá già rồi nè. Điên cơi nữa là bắt đầu là cho ôm nụ ha. Đây, một số cây gốc nhất đẹp nè. Lên xù hết rồi. Cây già lên xù hết. Chặt lồng không nè, cây này cái bệ cực đẹp ha. Cái bệ quá đẹp các bạn. Ồ, coi củ này cũng to dữ à. Cái này cái nồi chắc cũng bộn ha nó. Cổ năm mấy hả? Đang lên xù nè. Mấy cái này bấm hơi đừng bấm sát quá mốt cũng chảy xuống. Anh bấm chữa chọc là mới mốt chảy xù xuống. Bấm sát quá mốt nó khô cái này luôn. Nó chảy đây nè ha. Mấy cũng không cái này chảy dữ lắm tại em cắt đi. Anh đừng cắt sát. Cái này chừa cho nó nguôi gãy nó. Coi cái gãy nào nhỏ nhỏ là anh thấy nó có lên tược anh chừa cái tược là mốt gãy bự chẳng lên. Cái này gì cúc gì năm mấy cánh không biết. Bông lắm. Cúc năm mấy cánh hả? Không biết cúc gì. Cây gin hay cây ghép? Ghép. Này là cái giống ở đâu? À, cây nhà hả? Ở nhà cũng có nữa mà không gà chưa có biết ghê, chưa có thấy mặt bông nên không có ghép. Cái bông đẹp hay ghép nó với lại nó mạnh, cút cái mạnh. Ờ, cả nhà coi nó cái màu lá hấp dẫn không? Tắn lùng không nè. Cái này cũ thương quá à.
Ôi ôi, cũ nè. Cũ này giờ môi lên dữ lắm cái mũ à. Bả chưa? Nuôi mai vậy thấy ham không? Góc này cũng khá cây. Tán cây lùng vậy khỏe, cho mình có đi chợ hay gì lên xe cũng gọn khỏe à. Rồi còn bên này nữa nha cả nhà, nhiều lắm. Quên nữa, quên vô quay cái hai cái cây gốc nhất trong nhà. Đây, đây có cây gốc nhất tổ nha cả nhà. Cây cũ này to dữ lắm, to. Cái cổ ghép nè. To lắm, đẹp lắm. Anh em nào chơi gốc nhất thì thấy cây này thì chịu không có nổi đâu. Quá chừng cái gốc nhất rất là đẹp nha cả nhà. Do cái máy quay của cái cây chống sốc của em bị hư nên đi hơi lắc, mấy anh em thông cảm nha, ráng coi nha. Cây mai cũng rất là quen thuộc với cái kênh của em ha. Cây mai Long An mà lên cũng rất là mạnh, cái màu thấy không. Rồi, em quay sang ngay cánh bên này rất là nhiều, em quay không hết được, chỉ quay một số cây tương đối cho cả nhà mình xem thôi ha. Cây mai này nó cũng lên già, rất là già, ghép thủ đức già mùa ha. Mai con này không nằm bên kia nay bò qua tới đây hả? Cây mai quái cả nhà thấy thương không? Đã. Ở đây em không có báo giá được tiếp ha, anh em nào cần thì liên hệ chỗ anh Út. Một khi mấy anh em mình mua đi bán lại á thì cái mình báo giá trực tiếp cái bán lại cũng hơi khó ha. Đây, làm cây rất kỹ, rất là sạch nè, nhà thấy không, rất là nhiều bạc ngàn luôn. Đây nè, ngoài này còn hàng cây cũng cây lùng không nè, đánh cành rất là kỹ nè. Nuôi thấy ham ghê rồi, cái củ thương nhân cấp mà đánh cành kỹ ghê không. Vậy mới ham, mới chăm sóc được ha. Lúc đây cái hàng này cái này thì đế đẹp mà. Cái đó màu yếu nè. Đây, Phú Tân thì mạnh vô địch quá rồi, mấy Phú Tân lên mạnh ghê không, phơm đàn đẹp quá. Đây lô gốc nhất ảnh bán rồi nha cả nhà, lô này bán rồi thôi nữa à. Em quay cho cả nhà mình xem cái lô gốc nhất này đẹp lắm nha. Lô này anh bán rồi nhưng mà còn một lô y như vậy nữa ha, không có nằm sân này nên em không chưa quay được, quay chứ có tượng trưng ha. Củ đẹp ghê nè, ông nào nói quấn trái bí không lên củ, quấn lò xo không lên củ đâu, củ lò xo nè mấy sao này dính lại nhau nó không nở. Ở trên Út Minh cũng lò xo không đó, nở cỡ nào nữa nè, lò xo nha cả nhà. Để nói quấn lò xo sao lại dính lại nhau, nó không nở, nở như củ mì nữa. Lò xo đứng, lò xo nằm, lò xo đứng nè, thấy chưa, nở gốc to to không, củ đo sát dưới dám có cổ cũng 30 nó mới ở đó nè. Cái lô này cao chắc khoảng tầm 1,5 m á, cao khoảng 1,5 m cả nhà, nằm chậu 4,5 thì nó củ to không à.
Rồi anh còn một lô như vậy nữa ha. Này dính cái cỡ bắp đùi ạ. À. À đúng rồi. Tới chuyện dính này. Tới chuyện dính lại cỡ bắp đùi thì. Tại giờ chưa dính mà bây giờ. Nói gì? Ông nói 11 nó dính nhau nó không có lớn. Trời ơi, củ nào cũng nói đẹp nha. Còn 170 cây như vậy nha anh em. Thì có cần thì liên hệ chỗ anh Út. Đây, con cây mai thì ghép già mùa nè. Mai này thì cũng khá cây ạ. À. Cây này thì cây nó lên xù rồi nha. Này xù là xù già. Cái cổ ghép mà. Cổ ghép này chắc cũng cả 15 năm rồi. Thì em cũng rất là may mắn và vinh dự thì được mấy anh em mời tới để quay chia sẻ cho cả nhà xem ha. Nhưng mai này thì đẹp quá. Nhiều khi mình đi ngang mình cũng không có dám vô. Anh em thương thì mời vô quay cho mấy anh em mình chia sẻ xem rồi chia sẻ một số kinh nghiệm. Cái này cái quái này. Ừ, cái này dặn gắt quá ta. Ồ, cái này gắt ghê ta. Này, này ghép bao lâu anh Út? Cái ghim hả? À. Ừ, cái này gắt thiệt hả? Thì nó vậy là đạt rồi. 2, 4, 6, 7, 7 cánh đã lên. Thì nó mạnh, nó đủ sức, nó bông to. Trời ơi, lò xo nè cả nhà. Giờ bé nói được gắn gít cái gì đó, giờ đâu có thấy con gắn cây tái bí nào bự chẳng đâu. Chỉ có lò xo là nó bự thôi. Thiệt luôn chứ bộ đi quay biết bao nhiêu sân đâu có cái tái bí nào. Tại vì mới làm ha. Mua lại chứ cũng không biết làm. Không quan trọng cái quá trình, quan trọng cái kết quả thôi, còn quá trình kệ chứ. Đây. Ừ. Cũ thương nghe chưa. Còn 170 cây như thế này. Trời ơi, cây này thương ha, giấu ha. Chuẩn bị trồng đất nha cả nhà. Cũ sáng ghê không? Qua tới lối tháng 10 là bắt đầu nó nứt da hết tầng ạ, nứt vết nè. Nứt da nó ngừng đi đọt là nứt da. Hả? Cây à. Mà có chỉ có hút đất mà không ghép vô. Ừ. Cái này hút đất, lộn còn cái này chưa. Ừ, cái này nè. Màu lá bánh cũng vậy nè, sao? Hổng mua cây làm như bị dính nước mặn nó không có hết. À. Mình làm gốc ghép Thủ Đức nên có một cây nái để dành mình lấy bo đó nha. Ghép già mùa kiếm cây F1 ghép nó mới mạnh. Không bán mà mình chia sẻ anh em vậy đó. Hả? Rồng ở đâu? Đâu? Có con rồng nữa. Tới đây nè. Đây rồi. Rồng dài dữ à. Mỏng mau lớn nha. Màu lớn mà sao cái rễ coi chừng nó không lớn nổi bằng cái thân rồi nha. Tại cái tàn cao và cắt tiêu. Coi chừng cái rễ sau này nó teo lại, nhỏ hơn thân à. Đốn thân lại. Nghĩ ghép, mình ghép rồi mình dâm chắc nó nở cái rễ. Còn nhiều cây đẹp lắm nha anh em. Đây. Cái này to lắm ạ. Chạm cũng 40 quạnh. Tàn cao khoảng 2m2 ha. 2m rưỡi. Ôi nhiều quá nhiều. Mấy cây nhưng mà cây đẹp, chất lượng. Còn nói cái về cái lượng cây đâu có ai bằng nổi ông anh rể tôi hổm mới làm cái clip á. Cái số lượng của ổng thôi.
Nhìn cái chóng mặt nó không có chỗ đi. Vũ Khải Tử giờ mấy cả tầm ngàn. Mai đâu có xong ngàn cây. Ôi bên đó gốc cũ bự bự không kìa. Ôi ôi ham không. Rồi em xin kết thúc cái clip tại đây nha. Thì nó cũng hơi dài rồi, quay nhiều quá nhưng nó không chất lượng hình ảnh ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem và nhớ ủng hộ, đăng ký ủng hộ kênh em nha. Rồi mến chào cả nhà.